Đấy, như vậy cậu Thắng sau khi đạt 10 lần được điểm 10 MP à, có MP luôn à. Đấy, thì giải thưởng của gia đình tặng cho là một chiếc xe đạp và cộng thêm sự hỗ trợ của MP. Và bây giờ MP sẽ nôn ra số tiền em ấy đã ăn trong mấy năm qua. Thì mời cậu Thắng. Đây, cậu Thắng. Đập đi đấy, đập đi. Ôi đồ, em bị đít rồi. Một cái đít hơi bị sốc. Ôi, đập tại buồn quỳnh thế. Bắt đầu đếm nào, đếm nào. Wow, em ăn mấy năm trời. Wow, phê, phê. Sau rồi lại gắn keo cho em ăn tiếp. Đếm, đếm, đếm. Bắt đầu. Ủa, có từ 500 luôn. Kinh, 1 triệu. 1 triệu rưỡi. 2 triệu. Kiếp. 4, 5, 2 triệu rưỡi. 1, 3, 5, 3 triệu. 3 triệu. 3 triệu rưỡi. 4 triệu trù. Xe ngon. 4 triệu rưỡi. Úi dồi, phê. Phê rồi, phê rồi. 4 triệu rưỡi là cậu thắng này. 5 triệu. 5 triệu rồi. Úi dồi, phê rồi. Hơn 5 triệu thôi, mấy tiền lẻ nữa. Mấy tiền lẻ nữa là coi như là đi đi đường ăn uống tẹt ra đi. Để tiền xăng đi đường với lại chở xe về. Như vậy cho đây 5 triệu. Với ông cho 5 triệu là 10 triệu. Với xe đạp cũ hay ui phê luôn. Đúng 12 triệu rồi. Rồi, clip sau sẽ quay cho các bạn xem chiếc xe đạp mới của cậu Thắng nhá.